Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn mang tiếng nói của cộng đồng và quá trình xây dựng bộ luật mới gần gũi hơn với người dân, trong sáng nay, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Tổ chức ActionAid Việt Nam và Hội Chủ rừng Việt Nam đã tổ chức hội thảo góp ý dự thảo luật bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi. Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án khuyến khích người dân tham gia cải thiện quản trị rừng và giảm nghèo cho Việt Nam do Đại sứ quán Phần Lan tài trợ. Tính đến nay, dự thảo luật bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi thay thế luật bảo vệ và phát triển rừng 2014 đã có bản dự thảo lần thứ 5. Xung quanh dự thảo sửa đổi lần này vẫn nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Trên đưa ra là rất chi tiết mà phải nói là rất gần gũi với người dân, cộng đồng ở gần rừng. Đấy, nhưng mà cái mà chúng tôi muốn mong mỏi nhất đây là được giao đất giao rừng cho người dân. Và mong đợi nhất nữa là khi giao đất giao rừng thì giao cái quyền cho người dân được cao hơn. Trước đó, Hội Chủ rừng Việt Nam, Tổng cục Lâm nghiệp và ActionAid đã thực hiện nghiên cứu tại 5 địa phương cụ thể nhằm đánh giá việc áp dụng luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2014. Từ thực tiễn đó, không ít những vấn đề liên quan tới quyền và nghĩa vụ của các chủ rừng đã được các đại biểu nêu lên tại hội thảo. Như các bạn đã biết, ở Phần Lan thì 2/3 sở hữu rừng là tư nhân, thế nên họ không chỉ tham gia vào quá trình phát triển của ngành mà còn tham gia vào quá trình ra quyết định rồi sửa đổi những vấn đề liên quan trong luật. Và ở Phần Lan, việc xây dựng cơ sở pháp lý của luật thì luôn tính đến sự phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu thực tế, đồng thời cũng phải chỉnh sửa theo thời gian cho phù hợp với thực tế. Và đó là việc mà Việt Nam đang tiến hành. Nhiều ý kiến cho rằng luật nên cân nhắc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của các tổ chức và các cá nhân có liên quan, cung cấp đầy đủ cơ sở dữ liệu rừng một cách thống nhất trên cả nước. Các nhà quản lý chuyên gia đã trao đổi phản biện nhằm góp ý xây dựng luật bảo vệ phát triển rừng, sửa đổi tập trung vào các nội dung liên quan đến chủ rừng nhằm tăng cường tính minh bạch và công bằng trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ rừng.